Bộ Y tế vừa ban hành văn bản số 5152 về việc hướng dẫn thí điểm cách ly y tế tại nhà cho trường hợp F1. Cụ thể, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng SARS-CoV-2 mới có khả năng lây nhiễm nhanh trên diện rộng với số lượng người tiếp xúc gần F1 lớn, gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung. Nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1. Trước tiên, xem xét áp dụng thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn ban hành kèm theo công văn này. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã phường chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận, đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn, tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà, giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly, tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố hoặc đơn vị được chỉ định tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly.